1.315.000.000, và chỉ với khoảng đâu đó là 450.000.000 quý vị có thể mang được em xe này về với gia đình của mình. Kia Carnival Signature máy dầu 2.2 diesel 2022 odo 37.000 cây. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của em Quang. Và em Quang tiếp tục về cho quý anh chị một em xe MPV Kia Carnival Signature máy dầu 2.2 diesel, sản xuất 2022. Và sorry quý anh chị, vừa rồi là trục trặc kỹ thuật xíu ha, để xem qua còn ai gần đây không. Rồi, xe thì odo chỉ mới có 13.000 cây, và hiện tại đang để em Quang chào bán với mức giá là 1.315.000.000, và chỉ với khoảng đâu đó là 450.000.000 quý chị có thể mang được em xe này về với gia đình của mình. Thì bằng cách nào, mời quý chị và các bạn cùng xem tới cuối video ha. Và bây giờ chúng ta cùng đi xem chi tiết em xe này thôi. Let's go. Đây quý chị, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, Kia Carnival Signature máy dầu 2022. Và nếu quý chị có quan tâm em xe này thì hãy nhấc máy lên liên hệ ngay cho em Quang với số điện thoại là 0833 088 882 nha. Đây, màu xanh ngọc khá là đẹp luôn. Đấy, hôm nay thì showroom cũng hơi kín xe nên là sẽ hơi khó di chuyển một chút xíu, quý chị thông cảm nha. Đấy, đẹp chưa? Ông phải công nhận là Kia ra cái mẫu Carnival này thì ông ấy nói thật với quý anh chị thì thôi, doanh số tăng vượt bực. Là một trong những chiếc MPV mà ông ấy cảm giác rất là đẹp. Nhưng mà sau này thì Volkswagen người ta ra một cái mẫu xe Valorant. Thì quý anh chị nào mà đang nghiên cứu em xe máy xăng của Kia Carnival này thì quý anh chị nghiên cứu cả Valorant, thì cái này là em Quang chia sẻ thôi. Bởi vì máy xăng với em Valorant kia thì giá nó cũng xem nhau trên nhau 100-200 triệu thôi. Thì quý chị nghiên cứu thử hai em xe. Còn nếu quý chị thích máy dầu thì em Quang nghĩ đây là một trong những sự lựa chọn hợp lý dành cho quý anh chị. Kia Carnival Signature. Đấy, rất là đẹp ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết em xe này cho quý anh chị xem. Đầu tiên quý chị có nhìn thấy nè, 2022 logo mới nha quý anh chị. Mặt ga lăng màu platinum nè, có phần viền nhôm xước nè. Rồi có cả camera 360 đây. Đấy, cảm biến trước sau xe thì nguyên cái phần cản còn khá là đẹp ha. Dưới đây sẽ có bộ radar ha quý anh chị. Đấy, đèn là đèn bi led hết luôn. Bên đây thì ba đợt sóc liền làng nè. Đấy, nói chung thì cái cản trước cản sau có giảm nhẹ một chút xíu. Nói chung chạy thì không thể nào mà tránh được những vết va quẹt với xe máy. Cái xe này nó còn to dài nữa quý anh chị, thì cái việc mà va quẹt nó chuyện bình thường. Quan trọng là xước sát nhỏ nhỏ thôi. Đấy, không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước. Động cơ số nguyên zin, có cam kết bằng văn bản một công ty đàng hoàng cho quý anh chị. Rồi đây là cái lớp của chúng ta. Mâm là mâm phay, lớp Michelin. Đấy, rất là đẹp nha quý anh chị ha. Xe này thì em quay sẽ nhắc lại giá là quay đang chào bán với mức giá 1.315.000.000, và chỉ với khoảng 450.000.000 thôi là quý chị có thể mang đến xe này về với gia đình của mình. Thì cuối video quay sẽ bật mí cho quý anh chị ha. Đây, đăng kiểm là tới tháng 12/2024 cuối năm nay. Xe có giá nóng, có cửa sổ trời, có viền rơm cửa sổ nè. Đây quý chị nhìn thấy nè, này là bệ, cái này là cái vè che mưa chủ người ta lên thêm nè. Cái vè này lần đầu tiên quay mới thấy luôn, nó kéo dài từ đây nó lên tới đây và nó bẻ cong vào quý anh chị, rất là lạ ha. Lỗ tai thì là lỗ tai gập chỉnh điện nè, có tích hợp xi nhan báo rẽ, camera 360. Trong cái đời Carnival thì người ta lại cắt đi cái cảnh báo điểm mù, nhưng mà em quay nghĩ là cái camera 360 của xe này cũng khá là ok rồi, cũng không cần nhất thiết là phải có cảnh báo điểm mù đâu quý anh chị. Tay nắm cửa cũng đã được chủ người ta bọc carbon vào nè. Đấy, có bể bước ha, giúp cho các chị em phụ nữ, cô chú lớn tuổi dễ dàng bước vào bên trong xe. Mâm đây, mâm bên đây khá là đẹp nè. Ở lớp Michelin ha. Đấy, còn rất là mới luôn, mới odo 1 vạn thôi, rất là ít. Rồi đây, ba đợt sóc liền nè, quy cái phần này là zin nè. Đấy, đẹp liền lạc hết. Cảm biến lùi, cam lùi. Đây mà sẽ lùi lại một chút xíu cho quý anh chị xem xe ha. Đó, khá là đẹp. Đây quý anh chị ơi. Đó, đây logo mới. Quý anh chị nào mà đang đi logo cũ mà muốn độ logo mới thì phải đâu đó giá loanh quanh 10 triệu nha quý anh chị. Bởi vì mình phải độ lại nguyên cái phần đèn ở đằng sau luôn. Thì cái đó mình cứ ra hãng hay là ra những cái chỗ chuyên làm đồ chơi người ta làm cho. Em Quang thì không có chuyên làm cái đó nha quý anh chị ha.
Em quay thì bay chuyên xe lướt thôi. Rồi đây quý vị nhìn nè, mọi thứ rộng rãi thoải mái, 7 chỗ đã được chủ người ta lên sàn 5D nè, ốc cốp nè, khá là đẹp nè. Mức độ tiêu hao nhiên liệu 6.8 lít cho 100 cây. Xe thì những cái vết bấm robot, những cái sùng chỉ là chuẩn chỉ hết cho quý anh chị ha. Đây sùng chỉ nằm ngay đây. Đây những cái tấm cao su này, đây cũng là một trong những cái mà để cho quý anh chị có thể phân biệt được xe có bị tai nạn cứng đụng hay không. Cấp điện đấy, xịn sò. Từ trước ra đằng sau là cửa gió đầy đủ hết ha. Ba vùng lạnh độc lập nha quý anh chị. Rồi xe thì sở hữu đâu đó là 10 cái túi khí. Em quay nhớ mang máng là như vậy. Đấy đồ nghề nằm bên đây ha. Bánh sơ cua nằm dưới kia. Bánh sơ cua là chưa hạ luôn. Và kể cả cái cửa sổ đằng sau cũng có cả rèm che nắng nè. Đấy. Xe thì bao chuẩn chỉ đầy đủ hết đồ nghề, đồ này nọ cho quý anh chị ha. Không thiếu một cái gì. Đấy. Đẹp cho quý anh chị. Carnival à, máy dầu ha. Đấy, chủ người ta rất là kỹ đây. Dán một cái hình chữ dầu ở đây để khi mà mình đổ cũng biết nè. Trong đây cũng có ghi diesel nữa nè. Đấy. Đây quý anh chị, ba là sóc liền. Rồi bây giờ sẽ cho quý anh chị xem trong khoang nội thất, hàng ghế sau. Đây là hàng ghế sau của chúng ta, khá là đẹp, không một vết nhăn luôn. Ở đây thì có cổng sạc ha, hơi tối một chút xíu quý anh chị thông cảm nha. Trên đây chúng ta sẽ có hai cái cửa sổ chờ luôn, chỉnh dàn lạnh ở đằng sau ngay chỗ kia ha. Ở ghế đây, ghế quá đẹp. Xe thì được sở hữu âm thanh giải trí Labos. Xe này chủ người ta lên khá là chi tiết ha. Đây người ta lên để chống chày nè, rất là kỹ. Rồi ok, ghế hai ghế giữa này xe chỉnh điện ha, vẫn còn siêu đây. Hai ghế giữa chỉnh điện nhưng mà kéo tới kéo lui, kéo qua kéo lại thì là chỉnh bằng cơm. Cái đồ tựa lưng nè, như là cái đồ yên nè là điện nha quý anh chị. Rồi, à từ từ, sorry anh chị, cho quý anh chị xem ốc cửa đã. Quên mất. Đây ốc cửa đây. Ốc cửa của xe này mình sẽ nhìn ở đằng sau cho nó dễ dàng. À quý chị thấy chưa, rất là mới nha. Rồi. Ở đằng trước. Ở đây có một cái chữ opening nữa nè, phản quang. Đây, ghế tài. Đó, rất là đẹp nha. Bên kia thì quý chị cũng yên tâm đi, tại vì bên kia nó đang hơi chật, em quay sẽ hơi khó mở một chút xíu nên là sẽ không qua bên kia mở cửa cho quý anh chị xem được ha. Quý anh chị thông cảm nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên đây và mình sẽ đề máy cho quý anh chị xem luôn. Âm thanh giải trí Labus. Rồi à, ghi nhớ vị trí ghế lái lên tới hai vị trí nè, bốn kính thiên hạ ô tô nè. Đấy, xe này cũng được chủ người ta ộp khá là nhiều cái đồ bảo vệ ha. Bây giờ em quay sẽ bước vào bên trong xe và đề máy cho quý anh chị xem. Ở đây có những cái nút ghế chỉnh điện nữa nè. Đây quý chị nhìn nè. Đấy, rất là xịn. Bơm lưng, này bơm lưng ha. Rồi, giờ sẽ vào bên trong. À sorry quý anh chị, em này Odo 37.000 nha, em quay nhầm một chút xíu, Odo 37.000 cây. Rồi, để em quay dặn nhỏ cái. Sorry anh chị nha, nhiều xe quá. Em quay nhầm một chút xíu, Odo 37.000 chứ không phải 13.000, cũng là có số 3 nhưng mà là 37.000 nha. Nhầm, sorry anh chị. Xin lỗi anh chị, nhiều. Rồi, em quay sẽ mở dàn lạnh nó chút xíu. Rồi, đây. Chúng ta sẽ kéo cửa sổ ra cho một miếng đèn nữa nha quý anh chị, cho nó sáng xe để quay cho nó đẹp quý anh chị à. Rồi ở đây đầu tiên chúng ta sẽ thấy một cái phần vô lăng đây, khá là đẹp nè. Có giữ làn đường, giữ khoảng cách nè, lẫy số trên vô lăng nè, auto đèn, auto gạt mưa nè quý anh chị. Đấy, 37.000 cây, mọi nút chỉnh đồ còn khá là đẹp, khá là ok. Xe ở đây thì cái màn hình thì có cả bản đồ này có cả giới hạn tốc độ luôn. Mỗi năm mình cứ đi ra hãng mình cập nhật lại cái mới thôi. Có Apple CarPlay and Android Auto. Apple CarPlay and Android Auto đây. Đấy, rất là xịn nha quý anh chị. Xuống này là cái phần chỉnh dàn lạnh ha. Đấy, đẹp chưa? Sạc pin không dây nè. Cái này là cần số dạng núm vặn ha. Có RND, phanh tay điện tử, driver mode, auto horn. Sưởi ghế làm mát ghế, sưởi vô lăng. Tắt mở cảm biến, này mở cam 360. Đây, bấm cho quý anh chị xem mọi thứ vẫn hoạt động bình thường nha. À, mình có thể tăng giảm đèn ở đây nữa nè, tăng giảm cho nó sáng lên. Đó, tăng giảm cái màn hình. Rồi, bây giờ em sẽ cho quý anh chị xem thử driver mode để coi có bao nhiêu chế độ ha. Đây, chúng ta sẽ có 4 chế độ. Normal, Eco, Sport và Smart nha quý anh chị. Đấy, đầy đủ hết. Không thiếu cái gì nha. Ghế bên phụ cũng là ghế chỉnh điện luôn.
Ở đây chúng ta sẽ có hai cái nút để chúng ta có thể chỉnh ghế chủ động nè, cho người tài người ta chủ động chỉnh ghế nha. Khi mà ghế có lỡ sát, có gần sát quá thì nếu mà các chị phụ nữ có bước vào khó thì các anh ngồi bên đây cũng có thể chủ động chỉnh ha. Trên kia thì cái này là dán cái tấm BBF nha quý anh chị. Đấy, nó hơi bong bong ra xíu chứ không phải là bị chày đâu. Đây bên đây có nè, bên đây cũng có nè quý anh chị, tấm BBF, tấm chống chày. Ở chủ người ta sợ chày người ta dán lại. Xe vẫn còn rất là nhiều siêu ha. Xin nhắc lại một lần nữa là xe này là được sở hữu âm thanh giải trí là Bose nha quý anh chị ha. Rồi bây giờ em Quang sẽ nói chung là xe này thì cũng không có gì để nói, em Quang quay quá nhiều rồi. Xe đầy đủ hai chìa khóa ha. Bây giờ sẽ đi ra ngoài khoang động cơ, mở khoang động cơ cho quý anh chị xem. Máy dầu 2.2 diesel, đang đề máy luôn. Âm thanh là không một tiếng động lạ ha. Cái này cũng đã được chủ người ta dán carbon lên nè. Chứ riêng của nó là màu cái màu giống như ở dưới đây. Đây quý anh chị ơi, máy dầu 2.2 diesel Smart Stream D nè. D là ký hiệu của chữ dầu diesel nè, turbo nè. Hay quá đẹp. Đấy quý chị nhìn đây, ốc ý đồ là chuẩn chỉ hết, đẹp chưa? Ai sùng chỉ là nguyên zin hết nha quý anh chị. Đấy, ốc chân máy nằm bên đây đây, tem tủng đồ là còn đầy đủ hết luôn. Đấy, xe của em Quang bán thì quý anh chị cứ yên tâm. Em Quang thì là nói không với xe lỗi ha, chơi toàn là xe đẹp thôi. Rồi ok quý anh chị, thì em Quang sẽ nhắc lại đây là Kia Carnival Signature máy dầu 2.2 diesel 2022 odo 37.000 cây. Hồi nãy thì có nhầm lẫn một chút xíu là nói 13.000 cây, quý anh chị thông cảm nha. Nói chung nhiều xe quý anh chị nhìn thấy là nhiều xe quá, nhiều khi em Quang quên odo một chút xíu. Rồi thì em xe này hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá là 1 tỷ 315 triệu cho em xe này. Và như ban đầu em có nói với quý anh chị là chỉ cần đâu đó khoảng lanh quanh 450 triệu thôi là có thể mang được em xe này về với gia đình của mình. Thì bằng cách nào? Bên em Quang sẽ hỗ trợ ngân hàng cho quý anh chị lên tới 70% trong 5 năm. Ưu đãi lãi suất năm đầu hiện tại là đang giảm xuống chỉ có 9% cho tới 10% trong 1 năm thôi. Và những quý chị nào mà đang sinh sống tại Sài Gòn sẽ có một cái lãi suất tốt hơn, đó chính là 7.5% cho 9 tháng nha. Đấy, thì quý chị chỉ cần cam kết với một điều là không bị nợ xấu thôi. Còn lại 63 tỉnh thành em Quang sẽ lo hết cho quý anh chị luôn. Đấy, quý chị thấy đã chưa? Ok chưa? Yeah. Rồi thì thời lượng video cũng đã hơi dài rồi, em Quang cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu như quý chị thấy video này hay cho em Quang xin một like, một share, một lượt đăng ký và nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên dưới nha. Và nếu như có muốn ủng hộ em Quang con xe này hay là muốn thêm chi tiết thì cứ liên hệ cho em Quang số điện thoại 0833 088 882 hoặc là đến thẳng địa chỉ showroom của em Quang là 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nha quý anh chị. Rồi thì Quang xin cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi hết cái video này. Kính chúc quý anh chị xem video vui vẻ, an lành bên gia đình và thật là nhiều sức khỏe ha. Hẹn gặp lại quý chị video tiếp theo. Bye bye.